Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Không tiêm vaccine, tỷ lệ không qua khỏi cao gấp 55 lần. Đừng nói vaccine vô tác dụng. Miền Tây, ca mắc tiếp tục tăng cao. An Giang F0 lập đỉnh mới. Lo ngại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái kiểm soát hoạt động khi ca mắc tăng cao. Mỹ phát hiện trường hợp cá biệt không sinh kháng thể dù đã tiêm tới 4 mũi vaccine Pfizer. Vaccine không có tác dụng, không mang lại hiệu quả, càng tiêm thì càng không qua khỏi. Vâng thưa quý vị, đó là một trong số rất nhiều những bình luận mang tính cá nhân xuất hiện trên mạng xã hội những ngày gần đây, khi mà cơ quan y tế công bố một số trường hợp vẫn mắc COVID-19 trở nặng, không qua khỏi dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Các chuyên gia dịch tễ trong nước cũng nhiều lần khẳng định không có loại vaccine nào là tuyệt đối cả. Ngay cả Pfizer hay là Moderna của Mỹ cũng vậy. Người dân Mỹ vẫn mắc bệnh và không qua khỏi vì chủ quan coi thường dịch bệnh. Tình trạng người dân nghi ngờ vaccine đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và để xóa bỏ những tư duy cá nhân như chúng tôi vừa mới chia sẻ, mới đây thì Bộ Dịch vụ Y tế bang Texas của Mỹ đã công bố số liệu. Người không tiêm vaccine có khả năng không qua khỏi cao hơn gấp 20 lần. Riêng với những người lớn tuổi, bệnh nền, tỷ lệ không qua khỏi có thể cao gấp 55 lần so với người đã tiêm đủ vaccine. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi thông tin này trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm nhanh qua một trường hợp kháng vaccine đặc biệt hiếm gặp tại Mỹ và tình hình diễn biến dịch bệnh tại miền Tây. Mỹ phát hiện trường hợp cá biệt không sinh kháng thể dù đã tiêm tới 4 mũi vaccine Pfizer. Thưa quý vị, Andrew Linder, 34 tuổi ở Ohio của Mỹ, được làm xét nghiệm kháng thể và tất cả đều cho kết quả âm tính. Theo CNN, người đàn ông này đã được ghép thận trước đó và tiêm 4 liều vaccine COVID-19. Song cơ thể của anh vẫn không tạo ra kháng thể bảo vệ từ vaccine như người khác. Sau ca ghép thận, nam bệnh nhân phải dùng thuốc ức chế miễn dịch để không gây ra tình trạng đào thải. Tuy nhiên, dường như loại thuốc này cũng ngăn cản việc hình thành miễn dịch sau khi tiêm vaccine. Linder chia sẻ, tôi không có bất kỳ kháng thể COVID-19 nào trong người cả. Điều đó thực sự sốc, đáng sợ và khiến tôi tê dại. Tôi cảm thấy không an toàn một chút nào, thậm chí còn lo lắng hơn thời điểm đầu dịch, bởi tôi có thể mắc COVID-19 bất cứ lúc nào. Tôi đã chiến đấu vất vả cho cuộc phẫu thuật ghép thận. Vợ tôi đã tặng một phần cơ thể của cô ấy cho tôi, để cả hai tiếp tục gắn bó với nhau đến hết phần đời còn lại. Nhưng nguy cơ COVID-19 tước đi sự sống của tôi vẫn hiện hữu, vì tôi có bệnh nền nặng và không thể có kháng thể. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Miền Tây ca mắc tiếp tục tăng cao, An Giang F0 lập đỉnh mới. Thưa quý vị, Cần Thơ ghi nhận 288 ca nhiễm mới, 110 ca cộng đồng, tổng số ca mắc là 11.277 ca. Trong khi đó tại An Giang ghi nhận 661 F0, tăng tới 64 ca. Trong đó có 221 ca cộng đồng và một nhân viên y tế. Tổng số ca mắc là 16.342 trường hợp, có 18 trường hợp tái dương tính. Tiền Giang ghi nhận 417 F0, trong đó 91 ca cộng đồng, tổng số ca mắc là 19.516 trường hợp, không qua khỏi 424 ca. Còn tại Đồng Tháp cũng ghi nhận 352 ca mắc mới, tăng 78 ca, trong đó có 21 ca về từ vùng dịch, 83 ca cộng đồng. Sóc Trăng ghi nhận 103 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 105 trường hợp cộng đồng, 17 trường hợp về từ vùng dịch. Cà Mau ghi nhận 181 ca mắc COVID-19, tăng 1 ca, trong đó có 93 ca cộng đồng, 4 ca là người từ vùng dịch về, 79 ca cách ly, 5 ca trong khu phong tỏa. Vĩnh Long ghi nhận 159 ca, trong đó 50 trường hợp cộng đồng. Trà Vinh ghi nhận 121 ca mắc COVID-19, tăng 47 ca so với ngày hôm qua, trong đó 75 ca phát hiện trong cộng đồng. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Không tiêm vaccine, tỷ lệ không qua khỏi cao gấp 55 lần. Đừng nói vaccine vô tác dụng. Thưa quý vị, nghiên cứu của giới chức y tế bang Texas của Mỹ một lần nữa nhấn mạnh tác dụng của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm, giảm nguy cơ nhập viện không qua khỏi ở người mắc COVID-19, đặc biệt với người trên 40 tuổi. Nghiên cứu do Bộ Dịch vụ Y tế bang Texas của Mỹ đã chỉ ra rằng những người không được tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ không qua khỏi cao gấp 20 lần nếu nhiễm bệnh. Đặc biệt, người không được tiêm chủng trong độ tuổi 40 có nguy cơ không qua khỏi do COVID-19 cao gấp tới 55 lần so với nhóm dân số cùng độ tuổi đã tiêm đủ liều vaccine. Ở những người từ 75 tuổi trở lên,
người chưa được tiêm phòng có nguy cơ không qua khỏi cao gấp 12 lần. Ngoài ra, những người không được tiêm vaccine có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn 13 lần. Cứ 10 người mắc COVID-19, có 7 trường hợp chưa tiêm vaccine. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm nCoV sau tiêm ở mũi thứ nhất là 19,3%, người tiêm đủ 2 mũi là 8,4%. Nhóm chuyên gia của bang Texas thống kê 81,3% trường hợp không qua khỏi liên quan tới COVID-19 từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 là những người chưa được tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, tỷ lệ không qua khỏi ở F0 đã tiêm vaccine một mũi là 13,7% và hai mũi chỉ là 5%. Dữ liệu này của bang Texas phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó, bao gồm kết luận từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Báo cáo của CDC cho biết, người không được tiêm vaccine COVID-19 có nguy cơ không qua khỏi cao gấp 11 lần, nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 6 lần nhóm dân số được tiêm đầy đủ. Trong khi đó, nghiên cứu từ nhóm chuyên gia y tế của bang New South Wales của Úc công bố ngày 8 tháng 11 cho thấy, người không được tiêm vaccine có nguy cơ phải hồi sức tích cực hoặc không qua khỏi khi mắc COVID-19 cao gấp 16 lần. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Lo ngại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái kiểm soát hoạt động khi ca mắc tăng cao. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, độ mở cửa của các hoạt động kinh tế xã hội sẽ tùy thuộc vào tình trạng của dịch bệnh. Khi tình hình dịch COVID-19 xấu đi, các hoạt động cần hạn chế lại. Cụ thể, biện pháp trước mắt của thành phố là từng địa phương phải theo dõi sát, đưa ra các phương án khi nhìn thấy dấu hiệu bất thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lấy ví dụ, khi huyện Hóc Môn, Nhà Bè nhận diện nguy cơ, các biện pháp truy vết nhanh, xử lý kịp thời đã được đưa ra. Người đứng đầu chính quyền thành phố chia sẻ, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn diễn ra hàng ngày. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 vẫn theo dõi sát tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra chỉ đạo. Đối với thành phố, ngành y đã có hướng dẫn cụ thể các cơ sở trong vấn đề xử lý khi xuất hiện F0. Hiện tại, thành phố chia công tác phòng chống dịch thành hai nhóm là trước khi có F0 và sau khi phát hiện F0. Trong đó, trước khi xuất hiện F0, từng người dân, gia đình, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, cần hình thành các thói quen tích cực mới. Khi xuất hiện các F0, ngành y tế cùng các đơn vị phải xử lý kịp thời để hạn chế sự lây nhiễm. Bệnh nhân mắc COVID-19 cần được tiếp xúc với thuốc điều trị kịp thời nhằm ngăn chặn ca chuyển nặng, không qua khỏi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, hiện tại, thành phố đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, độ mở của các hoạt động kinh tế xã hội sẽ tùy thuộc vào tình trạng của dịch bệnh. Khi dịch COVID-19 giảm, vùng xanh được mở rộng, các hoạt động sẽ được mở nhiều hơn. Còn khi dịch xấu đi thì bắt buộc các hoạt động cần hạn chế lại. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.